trời xa mây, bình minh cao kia như đang vẫy tay chào. Bước tôi đi, còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các em đến với chiến dịch giải mã biện pháp tu từ. Và buổi hôm nay của chúng ta là buổi đầu tiên. Các bạn dậy rất là đúng giờ đúng không nào? Tất cả các bạn đã vào học rồi thì hãy nhanh chóng để lại ở dưới phần bình luận lời chào đến chị nhá, để chị biết là có những chiến binh nào giữ đúng lời hứa là dậy sớm cùng với chị đây. Ok, xin chào các bạn. Chị thấy Gia Hân này. Xin chào các em. Xin chào các bạn. Rồi, chị thấy Minh Hiếu này, Trọng Trường này, ok. Phương Phương, xin chào tất cả các bạn. Hồng Mùi, những cái tên rất là quen thuộc đúng không? Các em ơi, nếu như có bạn bè của mình ở trong nhóm học này thì hãy nhanh chóng gọi bạn bè của mình dậy và vào học thôi. Hiện tại là có khoảng độ 20 bạn, hơn 20 bạn vào học rồi đấy. Rồi, xin chào Trà Đào, xin chào các bạn. Xin chào Hồng Hạnh, xin chào các em. Chúng mình sẽ đợi một chút xíu để cho các bạn vào học đông đủ hơn nhé. Ok, nhớ là mời các bạn vào trong nhóm rồi thì cũng phải tăng các bạn vào học, gọi các bạn dậy để học hành cho hẳn hoi nhá. Xin chào các em. Đã đông đủ hơn chưa nhở? Các bạn đã đông đủ hơn chưa nào? Rồi, các em thân mến, buổi trưa ngày hôm qua chị đã phát trực tiếp ở trên kênh fanpage và nêu ra một số những nội dung liên quan đến chiến dịch giải mã biện pháp tu từ này đúng không nào? Và quan trọng nhất, đây là một chiến dịch dậy sớm. Chúng ta sẽ cùng với nhau học từ 5:30 sáng, 5 ngày liên tiếp luôn, bắt đầu từ hôm nay cho đến chủ nhật tuần này. Nên chị mong rằng là những bạn đã thật là quyết tâm dậy sớm trong buổi hôm nay rồi thì hãy duy trì tiếp tục trong những buổi sau nữa nhé. Rồi, về mặt nội dung thì mỗi buổi học chúng ta sẽ học về một biện pháp tu từ. Ok chưa? Và buổi hôm nay là buổi số 1. Chúng ta sẽ cùng với nhau học về biện pháp so sánh. Ok chưa? Chúng ta sẽ cùng với nhau học về biện pháp so sánh. Đó, một biện pháp mà nghe đến thôi nghĩ rằng rất đơn giản đúng không? Thế nhưng mà làm thế nào để chúng ta xác định đúng và làm thế nào để chúng ta phân tích được một cách hiệu quả về tác dụng của biện pháp này đây? Được không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi vào tìm hiểu các em nhé. Rồi, được chưa? Về biện pháp so sánh hay là đối với tất cả các biện pháp khác ấy thì chúng ta đều phải nắm rõ trước tiên là về mặt đặc điểm, định nghĩa. Đúng không? Về mặt định nghĩa, đặc điểm, sau đó thì xét đến tác dụng và cuối cùng chúng ta sẽ cùng với nhau thực hành để xác định được đúng biện pháp so sánh và đưa ra được tác dụng của nó. Ok chưa? Đầu tiên chúng ta có dấu hoa thị đầu tiên nhá. Dấu sao đầu tiên đó chính là đặc điểm, định nghĩa. Ok chưa? Định nghĩa, đặc điểm. Thế thì về biện pháp so sánh, nào, về mặt cấu trúc nhá, về mặt cấu trúc hay là về mặt mô hình chúng ta có thể hình dung biện pháp so sánh là so sánh hình ảnh A với cả hình ảnh B. Đúng không? Ok chưa? So sánh đối tượng A và đối tượng B, giữa hai đối tượng này có một cái khía cạnh nào đó. Có một khía cạnh nào đó giống nhau. Đúng không? Ok chưa? Nhá, là đối chiếu sự vật này với sự vật khác và trên cơ sở quan hệ tương đồng.
Đó, ok chưa? Trên cơ sở quan hệ tương đồng, đó thì đây chính là cái sơ đồ của biện pháp so sánh. Nếu như mà diễn đạt ra bằng lời thì chúng ta có thể hình dung biện pháp so sánh là biện pháp mà đối chiếu, được chưa? Đối chiếu nhá, đối chiếu sự vật này với sự vật kia trên cơ sở có mối quan hệ tương đồng. Được không nào? Nhá, trên cơ sở có mối quan hệ tương đồng. Thế thì từ cái đặc điểm như vậy, từ cái định nghĩa như vậy thì đặc điểm của biện pháp so sánh nó sẽ có những cái dấu hiệu như sau này. Đó là những từ mà ta thấy hiển hiện ở trên trang giấy luôn, là những từ ta thấy hiển hiện ở trong câu thơ câu văn luôn, chính là từ như. Đúng không? Hoặc là so sánh hơn kém thì sẽ có hơn này. Đúng chưa? Nhá, hoặc là không bằng này, hoặc là kém này. Đó. Ok chưa? Đó là một số những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được đó là biện pháp so sánh. Nhưng không phải là cứ thấy từ như là chúng ta xác định được đấy là biện pháp so sánh, mà hãy tập trung, chúng ta phải xác định được cả hai đối tượng này cùng thể hiện rõ, cùng được gọi tên ở trong câu thơ đấy nhá. Được không? Ok chưa? Chúng ta cứ nhớ so sánh là A như B, và cả A và B đều phải xuất hiện, đều phải được nhắc đến một cách rõ ràng ở trong câu thơ đó. Được chưa nào? Nhá, ok chưa? Các bạn hình dung ra không? Về phần này thì không có ai là chưa rõ, đúng không? Về phần này không có ai là chưa hiểu đâu. Bởi vì từ trước đến nay biện pháp so sánh là một trong những biện pháp rất đơn giản. Thế nhưng mà, để hiểu được về mặt tác dụng của nó, thì chị nghĩ rằng không phải bạn nào cũng nắm rõ đâu. Được chưa? Thì chị nghĩ rằng không phải bạn nào cũng nắm rõ đâu. Ở đây, về mặt tác dụng, trước tiên chúng ta sẽ có những từ khóa như sau. Thứ nhất, biện pháp so sánh được sử dụng sẽ có tác dụng là làm cho sự vật mà được đem ra so sánh ý, nó sẽ trở nên cụ thể và sinh động hơn. Được chưa? Ok chưa? Nhá, đấy là tác dụng đầu tiên và tác dụng quan trọng nhất của biện pháp so sánh. Bình thường ấy, cái tác dụng của biện pháp so sánh trong việc diễn đạt, nếu như không có so sánh thì người ta sẽ chỉ nói đơn thuần về sự vật đấy thôi. Thế nhưng đem sự vật đó so sánh với một sự vật khác thì sẽ giúp cho người đọc, người nghe hình dung ra được cụ thể hơn. Đúng không? Ví dụ trong câu thơ Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Thế thì bình thường nếu như không có biện pháp so sánh thì tác giả chỉ nêu là mặt trời đang từ từ đi xuống biển thôi. Đúng không? Ok chưa? Thế nhưng mà ở đây tác giả đã dùng biện pháp so sánh để giúp cho chúng ta hình dung ra được là mặt trời ở lúc mà hoàng hôn ở trên biển đỏ rực, đúng chưa? Mang một màu đỏ rực, nó rực rỡ huy hoàng như một hòn lửa đang dần dần đi xuống biển. Đấy, ok chưa? Thế thì hình ảnh mặt trời đã được cụ thể, đã được diễn đạt một cách sinh động để giúp cho bạn đọc hình dung ra trước mắt. Rồi, đấy là tác dụng đầu tiên nhá. Tác dụng đầu tiên, và hãy nhớ đây sẽ là những cái từ khóa để chúng ta sử dụng khi phân tích tác dụng của biện pháp tu từ. Được chưa nhá, ok chưa? Nhưng không chỉ có tác dụng đó, mà biện pháp so sánh còn có những tác dụng ví dụ như là gì? Là tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu thơ và câu văn. Tăng sức gợi hình, gợi cảm. Đó là gì? Đó là việc mà trong một câu thơ hay là câu văn có sử dụng biện pháp so sánh ấy, thì nếu như sử dụng biện pháp so sánh như vậy, câu thơ nó sẽ giúp cho bạn đọc hình dung một cách rõ ràng về sự vật được nói đến. Ví dụ nhá, ví dụ như là hình ảnh mà những người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính đi. Không có kính, thì có bụi, bụi phun tóc trắng như người già. Rồi, ở đây tác giả dùng cái hình ảnh là bụi phun tóc trắng như người già để nói về sự lấm lem này, và qua đó thể hiện được những cái khó khăn khắc nghiệt của đời sống chiến trường, đúng không? Thế nhưng mà cái hình ảnh như người già đó, đấy, bên cạnh việc là gọi lên trước mắt chúng ta hình ảnh của những người lính lái xe lấm lem mặt mũi, bởi vì là trong trong buồng lái của những chiếc xe không kính thì không thể nào có kính chắn gió, nên là trực tiếp tiếp xúc với cả bụi này, mưa này, gió.
đúng không? Thế nên là ở mặt mũi của các chiến sĩ sẽ lấm lem bụi đất. Thế nhưng hình ảnh đó nó còn có sức gợi hình gợi cảm khi mà cho thấy được cái tâm hồn tếu táo, rất ngạo nghễ, rất hiên ngang của những người lính, đúng không? Đó, ok chưa? Đấy chính là cái tác dụng thứ hai của biện pháp so sánh. Các bạn nắm được không nhở? Kem hình dung ra không? Kem hình dung ra phần này chưa? Các bạn hình dung ra tác dụng của biện pháp so sánh chưa? Đây là những từ khóa, hãy nhớ lấy nhá. Đây sẽ là những từ khóa mà các bạn cần phải nhớ được để chúng ta đem ra viết phần phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ. Được không? Được không? Ok chưa? Nào, các bạn hình dung ra không? Hiểu đúng không? Nhá, các em hình dung ra đúng không nào? Rồi, xong phần này, xong về phần lý thuyết, chị sẽ cùng với các bạn thực hành áp dụng vào trong những câu thơ cụ thể. Và đó sẽ là những câu thơ ở trong chương trình của chúng ta, là những câu thơ trích trong các văn bản trong chương trình mà chúng ta được học, rất gần gũi với các em luôn. Được không nào? Ok chưa? Được đúng không? Rồi, đó, bên cạnh đó thì tác dụng của biện pháp tu từ so sánh chúng ta còn có thể nêu lên, đó là nó cũng sẽ một phần nào đấy bộc lộ được cảm xúc của tác giả. Được chưa? Ok chưa? Được không nào các em? Nhá, đó, thế nên rằng đây sẽ là những cái từ khóa để giúp cho chúng ta xác định được tác dụng và nêu được tác dụng của biện pháp so sánh. Ok chưa? Rồi, thế bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi vào phần vận dụng. Trước tiên các em cần hiểu này, về biện pháp tu từ chúng ta sẽ sử dụng kiến thức đó ở trong những phần nào trong bài thi của chúng ta. Thứ nhất, đó chính là phần đọc hiểu. Ok chưa? Đó chính là phần đọc hiểu. Là gì? Chính là việc mà đề bài có thể đưa ra cho chúng ta một đoạn thơ hoàn toàn mới lạ, hoặc là một đoạn văn hoàn toàn mới lạ, và yêu cầu chúng ta là xác định biện pháp tu từ trong đoạn thơ, đoạn văn đó, và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ. Được chưa? Ok chưa? Nhớ, được không? Được không? Và sẽ không có kiểu là yêu cầu các em chỉ rõ ra luôn biện pháp so sánh ở trong đoạn văn đâu, mà sẽ yêu cầu chúng mình xác định và gọi tên được biện pháp tu từ đấy. Thế thì sau khi chúng ta học xong 5 buổi ở trong khóa học này, được không nào? Ở trong chiến dịch này thì chị nghĩ rằng là các bạn sẽ chắc chắn hơn về cái kỹ năng làm bài đọc hiểu liên quan đến biện pháp tu từ. Đấy là mảng kiến thức đầu tiên. Và phần đọc hiểu thì thường sẽ chiếm 3 trên 10 điểm, đúng không? Thường sẽ chiếm 3 điểm. Thế thì để có được 3 điểm đó thì câu về biện pháp tu từ thường sẽ chiếm 1 điểm. Câu về biện pháp tu từ thường sẽ chiếm 1 điểm các em ạ. Tức nghĩa là sẽ chia ra như thế này. Đầu tiên là xác định được biện pháp tu từ thì sẽ được 0,25, và 0,75 điểm còn lại thì sẽ dành cho việc phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đó. Ok chưa? Được chưa? Rồi, cái thứ hai, cái mảng kiến thức thứ hai nó lại đặc biệt quan trọng mà chị thấy đang rất nhiều bạn coi thường nó đây, đó chính là về phần làm văn. Hay cụ thể là việc mà phân tích tác dụng của biện pháp tu từ để mà hiểu được về kiến thức nền. Kiến thức nền. Ồ, các em ơi, chị không biết là bình thường các bạn suy nghĩ như thế nào về việc chúng ta xác lập kiến thức nền của các văn bản trong chương trình. Kiến thức nền ở đây chính là những phần phân tích đấy, đúng không? Chính là những phần phân tích, chính là cách mà chúng ta hiểu các đoạn thơ hay là các tác phẩm văn xuôi ở trong chương trình. Chính là việc mà chúng ta phân tích những đoạn trích trong truyện Kiều này, chính là việc mà chúng ta phân tích những bài thơ hiện đại như là Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính, vân vân. Được không? Nhá, thì chị không biết là các em suy nghĩ như thế nào về cái quá trình thiết lập lên kiến thức nền như vậy, và liệu các bạn đã từng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể tự xác lập được kiến thức nền mà không cần phải chờ đợi, được không? Mà không cần phải chờ đợi, không cần phải 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 thụ động là đợi ai đó hướng dẫn và giúp chúng ta đọc chép thì chúng ta mới biết được. Chị mong là không có bạn nào suy nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là việc mà chúng ta hiểu một đoạn thơ, một đoạn văn, nó xuất phát từ việc chúng ta tìm hiểu xem là tác giả này sử dụng những biện pháp tu từ nào, và việc mà sử dụng những biện pháp tu từ đó thì có tác dụng ra sao đối với việc diễn đạt. À, qua đó thì tác giả muốn nói đến điều gì? Thì đấy chính là cái quá trình mà chúng ta xác lập nên kiến thức nền của một tác phẩm đấy.
Đúng không? Ok chưa? Thế nên rằng là kiến thức về các biện pháp tu từ, chị đã nói rồi, là không phải chỉ sử dụng trong phần đọc hiểu đâu. Không phải là chúng ta chỉ sử dụng trong phần đọc hiểu. Và kiến thức về phần kiến thức nền không phải là chúng ta tiếp thu một cách thụ động, mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động. Chủ động để mà kích thích cái trí nhớ của chúng ta này, chủ động để mà chúng ta nhớ kiến thức lâu hơn. Điều gì mà em có thể tự mày mò ra thì luôn luôn sẽ nhớ lâu hơn mà. Đúng không? Nhớ. Ok chưa? Và các bạn sẽ gặp những cái câu hỏi về biện pháp tu từ khi chúng ta học về kiến thức nền. Thầy cô có thể hỏi chúng mình là trong câu thơ tác giả sử dụng biện pháp gì? Biện pháp đó có tác dụng diễn đạt ra sao? Qua đây em hiểu như thế nào về nội dung của đoạn thơ và như thế nào về cảm xúc của tác giả? Đấy, đấy là những câu hỏi hết sức bình thường. Đúng không? Đó là những câu hỏi hết sức bình thường. Thế nhưng mà lại nhiều bạn hiện nay là không nhận ra điều đó. Để mà luôn luôn suy nghĩ rằng kiến thức nền là phần mà em được đọc chép ở trên lớp, hoặc là kiến thức nền là phần mà em phải đi lắng nghe tất cả các thầy cô giảng, sau đó em ghi chép vào thôi, chứ không thể nào có thể chủ động xác lập được lên kiến thức nền. Đúng không? Nhá. Thế nên là ngay từ buổi hôm nay, chị nhấn mạnh cho các bạn kiến thức về biện pháp tu từ vô cùng quan trọng. Ok chưa? Vô cùng quan trọng. Và phần kiến thức nền mà được xây dựng từ việc chúng ta khai thác, phân tích được các tác dụng của biện pháp tu từ trong chính bài thơ hoặc bài văn đó, được chưa? Chính là phần kiến thức nền đầy đủ và chi tiết nhất. Được không nào? Đó cũng là cái quá trình mà chị xác lập kiến thức nền ở trong các khóa học. Ok chưa? Mỗi khi học đến một đoạn thơ hay là một bài văn nào thì chị đều đầu tiên là đặt ra câu hỏi cho các bạn là trong đoạn văn này hay là trong đoạn thơ này tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào không? Hãy gọi tên biện pháp tu từ nếu như em xác định được. Và gì nữa? Và cho thấy được tác dụng về mặt diễn đạt của biện pháp tu từ này. Tình cảm, thái độ của tác giả thể hiện qua việc sử dụng biện pháp tu từ đó. Đúng chưa? Đúng chưa? Nhớ. Ok chưa? Thế nên rằng là khi chúng ta học kiến thức nền, càng chi tiết và cặn kẽ về biện pháp tu từ thì lại càng quan trọng đấy. Rồi. Thế thì bây giờ nắm bắt được điều đó rồi, chúng ta sẽ cùng với nhau đi vào vận dụng. Ở trong phần vận dụng của tất cả các buổi học trong chiến dịch này, chị sẽ đều giúp cho các bạn chúng ta khai thác nội dung của các văn bản trong chương trình nhé. Chị sẽ không lấy ví dụ ở đâu xa cả. Chị sẽ cùng với các bạn khai thác nội dung ý nghĩa của các văn bản trong chương trình, bắt đầu từ việc là xác định được biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng ở trong văn bản đó. Ok chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa nào? Ồ, đã hơn 70 bạn vào học cùng với chị rồi, rất là tốt. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử vận dụng nhá. Trong câu thơ như sau. Nào, trong câu thơ như sau, đó chính là câu thơ mà vừa rồi chị đọc đấy. Không có kính, ừ thì có bụi. Không có kính, ừ thì có bụi. Bụi phun tóc trắng như người già. Được chưa? Ok chưa? Câu hỏi đặt ra là xác định được biện pháp so sánh ở trong đoạn thơ này, ở trong hai câu thơ này. Đầu tiên là xác định. Ok chưa? Và bước 2 là phân tích tác dụng. Phân tích tác dụng. Rồi, thế thì các em thân mến, khi mà chúng ta xác định biện pháp so sánh ý, chúng ta không thể nào chỉ dừng lại ở việc là trong câu thơ tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh, mà chúng ta phải buộc chỉ rõ ra cho chị là so sánh cái gì như cái gì. Ta phải chỉ rõ được hai đối tượng ra cho chị nhá. Thế thì việc gọi tên và xác định của các em mới hoàn toàn đúng được. Chứ nếu chúng ta chỉ nói là tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh để làm cụ thể và sinh động hoàn cảnh sống chiến đấu của những người lính trên tuyến đường Trường Sơn, thế thì quá là chung chung, đúng không? Đọc cái phần phân tích của các em xong, người ta vẫn không biết là tác giả sử dụng biện pháp so sánh cái gì như cái gì, đối tượng nào với đối tượng nào. Đó, thế nên nhá, bây giờ ngay từ bây giờ xác định là không được hời hợt như thế, không được làm một cách chủ quan như thế, mà ta đầu tiên là phải gọi tên được biện pháp. Được không nào? Nhá, phải gọi tên được biện pháp. Khi mà chúng ta xác định, chúng ta phải gọi tên này. Và thứ hai là cho thấy được biện pháp đó thể hiện như thế nào. Sự thể hiện của biện pháp ở trong chính đoạn thơ đấy. Được chưa? Ok chưa? Thế thì ở đây chúng ta gọi tên là biện pháp so sánh.
Thế tác giả so sánh cái gì như cái gì? À, tác giả so sánh hình ảnh của những người lính. Được không nào? Hình ảnh của người lính má lấm lem bụi đất. Với cái gì đây? À, với như người già. Tức nghĩa là hình ảnh của người lính lấm lem bụi đất được so sánh với người già. Được chưa? Ok chưa? Thế thì ở đây là so sánh cái gì? Vẫn là người cùng với nhau mà. Thì em chả thấy là so sánh cái gì ở đây cả. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta thấy có từ như, đúng không? Bụi phun tóc trắng như người già. Thế thì vế đằng trước sẽ là vế A và vế đằng sau sẽ là vế B. Cả hai vế cùng xuất hiện ở trong câu thơ này nhá. Bụi phun tóc trắng là để chỉ việc những người lính bị lấm lem bụi đất khi mà ngồi ở trong buồng lái của những chiếc xe không kính, đúng không? Không có kính, ừ thì có bụi đấy. Đó, bụi đất này rồi là gió, mưa trực tiếp ùa vào trong buồng lái. Và những người lính dường như là trần trụi đón nhận tất cả những điều đó, đúng không? Thế nên rằng về gương mặt của họ đi, đúng không? Thì sẽ lấm lem bụi đất. Và việc ví cái hình ảnh mà những người lính lấm lem bụi đất đó như người già. Người già thì có đặc điểm như thế nào? Người già thì có đặc điểm như thế nào nhỉ các em nhỉ? Người già thì có đặc điểm như thế nào mà tại sao tác giả lại ví ở đây? Theo các em hình dung. Nào trả lời câu hỏi cho chị nào. Người già thì có những đặc điểm như thế nào mà tác giả lại sử dụng ở đây để so sánh với những người lính lấm lem bụi đất? Ok, tóc bạc trắng này. Rồi. Bụi phun tóc trắng như người già mà. Đúng không, đúng không? Ok. Rồi, đúng rồi đấy, chính xác. Đó, thế thì hình ảnh người lính lấm lem bụi đất thì đầu tóc của họ cũng mang màu của bụi, chứ không phải là cái màu đen như bình thường, màu đen của sự trẻ trung, đúng không? Không, cái màu tóc của họ đã bị thay đổi bởi vì là ngồi trong buồng lái của những chiếc xe không kính và bị bụi đất lấm lem ở trên mặt, trên người như thế, đúng không? Đã khiến cho họ gần như là biến dạng đấy nhờ, đã khiến cho họ gần như là thay đổi về hình dạng là gương mặt của họ và đặc biệt là đầu tóc của họ như người già. À, là mang một màu bạc trắng, đúng không? Mang một màu bạc trắng. Hoặc là người già thì sẽ có lấm tấm những cái chiếc tóc trắng ấy. Đó, thì ở đây bụi đất cũng khiến cho những người lính trở nên giống như vậy. Rồi, đầu tiên chúng ta xác định được biện pháp so sánh như thế nhá. Thế bây giờ trong việc nêu tác dụng này, thì chị chỉ ra các cái bước cụ thể để các bạn nêu tác dụng. Và cứ thế các em áp dụng thôi nhá. Được chưa? Cứ thế các em áp dụng thôi nhá. Khi chúng ta nêu tác dụng, thì đầu tiên là chúng ta phải sử dụng các từ khóa. Được chưa? Phải gọi tên được các cái từ khóa, đó chính là gì? Cụ thể sinh động này, là tăng sức gợi hình gợi cảm này, được chưa? Là bộc lộ cảm xúc của tác giả này. Sau đó thì mới đặt nó vào trong ngữ cảnh của câu thơ. Để mà chỉ ra được nội dung và ý nghĩa. Được chưa? Ok chưa? Đúng rồi đấy, chính xác. Ở đây tác giả cũng nêu rõ là bụi phun tóc trắng như người già mà. Đúng không? Rồi, thế thì ở đây bây giờ chúng ta thấy được cấu trúc và thấy được trình tự của cái quá trình phân tích tác dụng của biện pháp so sánh như thế này. Thì hãy thử lắng nghe cùng với chị nhé, để chúng ta phân tích này. Bằng việc sử dụng biện pháp so sánh giữa hình ảnh của những người lính lấm lem bụi đất với mái tóc trắng giống như người già. Được không nào? Với mái tóc trắng giống như người già thì tác giả Phạm Tiến Duật đã làm cụ thể và sinh động hoàn cảnh sống và chiến đấu đầy khắc nghiệt của những người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn. Được chưa? Ok chưa? Đầu tiên chị sử dụng từ khóa cụ thể và sinh động, sau đó thì đặt nó vào với cả ngữ cảnh của câu thơ này để mà chỉ ra là cái gì được cụ thể hóa, cái gì được sinh động lên. Đúng không? Thứ hai này, bên cạnh đó, biện pháp so sánh còn giúp tăng sức gợi hình, gợi cảm cho hình ảnh những người lính lái xe. Được chưa? Tiếp tục là sử dụng từ khóa gợi hình, gợi cảm và đặt nó vào trong ngữ cảnh của câu thơ để biết được là hình ảnh nào được tăng sức gợi hình, gợi cảm. Ok chưa? Qua đó bộc lộ được không nào? Hoặc là qua đó thể hiện được tinh thần ngạo nghễ, hiên ngang, dũng cảm và rất tếu táo, trẻ trung của những người lính lái xe.
Đúng không? Ok chưa? Nhá, rõ ràng là gì? Thứ nhất là chúng ta nêu ra những cái từ khóa hết sức cơ bản thôi. Nhưng thứ hai là chúng ta nâng lên được ý nghĩa về mặt diễn đạt. Qua đây thì thể hiện tinh thần gì? Những cái ý nghĩa đó thì nó sẽ không hiển hiện ở trong câu thơ đâu, mà ta lại cần phải suy ngẫm nhiều hơn nữa. Đúng không? Liên hệ để thấy được rằng là gì? Trong thực tế nhá, khi mà phải đối diện với cả gió bụi, với mưa rừng, đối diện với những khó khăn khi ngồi trong buồng lái của những chiếc xe không kính, thì rõ ràng đấy phải là những cái khó khăn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu chứ. Thế nhưng câu thơ này vang lên với hình ảnh so sánh rất tếu táo, rất là vui vẻ, giống như là những cái câu bâng đùa, những cái câu trêu đùa nhau trong quá trình mà họ làm nhiệm vụ vậy. Thế thì chúng ta thấy là hoàn cảnh thì khó khăn như thế, không có than vãn gì mà lại còn có thể bông đùa nhau, để lại còn có thể có cái tinh thần nó rất là thoải mái, lạc quan như vậy, thì chắc hẳn đó là tinh thần trẻ trung, là cái tinh thần ngạo nghễ, hiên ngang của những người lính lái xe. Đúng không các em? Nhớ, ok chưa? Đấy, các bạn hình dung ra không nào? Thế nên rằng là gì? Thế nên rằng là ấy, bây giờ chúng ta sẽ không còn tò mò, không cần phải tò mò là ồ, sao cô giáo lấy ở đâu ra những kiến thức này nhở? Ồ, các chị lấy ở đâu ra những kiến thức này nhở? Đâu có đâu, xuất phát từ chính câu thơ thôi, xuất phát từ chính văn bản thôi, đúng không các em? Nhá, và chính các bạn cũng có thể tự khai thác được. Đúng không nào? Ok chưa? Chị nhắc lại về mặt tác dụng nhá, các bạn có thể ghi lại từng bước này. Các em có thể viết dưới dạng một đoạn văn, và các bạn cũng có thể viết dưới dạng gạch đầu dòng. Nhưng khi mà chúng ta học về kiến thức nền, các em có thể gạch đầu dòng ra để nhớ được hơn. Nhưng khi chúng ta đi thi thì chúng ta sẽ viết thành một đoạn văn có kết nối giữa các câu. Ok chưa nào? Rồi, về mặt tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ này, bằng việc sử dụng biện pháp tu từ so sánh, được không nào? Bằng việc sử dụng biện pháp so sánh giữa hình ảnh của người lính lấm lem bụi đất với mái tóc trắng, giống như người già, tác giả Phạm Tiến Duật đã xây dựng hoặc là đã khắc họa một cách cụ thể và sinh động về những khó khăn, đúng không? Về những khó khăn, về những cái điều kiện khắc nghiệt nơi chiến trường hoặc là trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Đấy là ý nghĩa đầu tiên. Ý nghĩa thứ hai này, biện pháp so sánh còn giúp gợi hình, gợi cảm cho hình ảnh người lính lái xe Trường Sơn. Được chưa? Ok chưa? Nhá. Và thứ ba là qua đó tác giả đã thể hiện được tư thế hiên ngang, tinh thần ngạo nghễ, dũng cảm, coi thường gian khổ của những người lính lái xe. Đó chính là cái sự trẻ trung xuất phát từ chính tinh thần lạc quan của họ. Đúng không? Ok chưa? Nhá, các bạn hình dung ra chưa nào? Đấy, hoàn toàn là chị đi tuần tự từng bước một. Đầu tiên, khi mà nêu tác dụng của biện pháp ấy, thì chúng ta phải sử dụng chính những từ khóa này. Sau đó thì đặt nó vào ngữ cảnh của câu thơ để biết được là những từ khóa này sẽ gắn với những hình ảnh nào được diễn đạt. Em ok chưa? Hình dung ra không nào? Các bạn hình dung ra không? Chúng mình đã hình dung ra chưa? Với tất cả các câu hỏi về biện pháp so sánh, chúng ta đều có thể làm như vậy nhá. Chúng ta đều có thể làm như vậy. Đó, ok chưa nào? Các bạn có hiểu vấn đề không nhở? Chúng mình có nắm rõ không? Đã hiểu cách làm chưa? Đã hiểu cách làm chưa nào? Nào các em ơi, tập trung vào đây. Em hình dung ra được đúng không? Đó, đúng rồi đấy, chính xác. Cái quan trọng là gì? Quan trọng ở đây chị mong muốn các bạn hiểu được ý, việc mà chúng ta học về kiến thức nền, đó không phải là một quá trình thụ động. Và không phải là chỉ có thầy cô hay là những người giảng dạy cho chúng ta mới biết được nội dung của các đoạn thơ, mà chính các em đều có thể tự khai thác được nội dung ấy dựa trên kiến thức về biện pháp tu từ. Bởi vì là phần thơ ở trong chương trình mà chúng ta học ấy có quá nhiều các biện pháp tu từ luôn, rất rất nhiều. Đây này, chị có thể chiếu cho các bạn để thấy được là trong các bài thơ ấy, biện pháp tu từ nhiều như thế nào. Ừ, được không? Để mà các bạn thấy được cái tác dụng và ý nghĩa của việc mà xác định được biện pháp tu từ ấy, thì trong cuốn vở luyện viết dành cho các bạn ở trong khóa học, đây, các em sẽ thấy là khi mà học đến phần văn học hiện đại rồi, đến phần thơ hiện đại, thì bài thơ nào chị cũng yêu cầu các bạn ấy phải hoàn thành một cái bảng là liên quan đến biện pháp tu từ. Được chưa? Nhá, ví dụ này, về bài đồng chí này, đó, chị có thể liệt kê luôn các biện pháp tu từ ở đây, nhưng việc của các bạn là điền tác dụng vào. Đấy, được chưa nào? Và qua việc điền tác dụng này, các em đều hoàn toàn có thể tự hiểu được đoạn thơ đấy. Một lần nữa khắc sâu được nội dung của đoạn thơ. Cái thứ hai nữa là gì? Vận dụng nó để chúng ta đem vào quá trình viết bài phân tích. Nếu như bài viết phân tích của chúng ta không có việc xác định và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ, thì phần phân tích của chúng ta chỉ là diễn xuôi ra thôi.
Đúng không? Nhá, ok chưa? Một trong những yếu tố để giúp cho bài viết của các bạn đúng này và không bị diễn xuôi, không bị mắc những lỗi về mặt diễn đạt là việc mà chúng ta luôn luôn song song với quá trình phân tích là phải chỉ ra được biện pháp tu từ. Được chưa nào? Chỉ ra được biện pháp tu từ mà tác giả đã sử dụng và tác dụng của biện pháp ấy trong quá trình diễn đạt. Đúng không? Ok chưa? Nhá, đây, các em có thể thấy này, bài đồng chí này, đó, xong rồi, bài thơ về tiểu đỗ xe không kính cũng rất là đầy đủ. Tức nghĩa là chị điền cho các bạn về biện pháp tu từ rồi nhá, việc của các bạn chỉ là điền tác dụng vào đây thôi. Ok chưa? Bài nào cũng như vậy, bài nào cũng như vậy, không có bài nào là không có phần này hết. Đó, thế nên là học xong về kiến thức nền, chúng ta cũng sẽ có hệ thống các bảng thống kê về biện pháp tu từ luôn. Và gần như nếu như mà bạn nào nhá, nếu như mà bạn nào kiểu ôn thi gấp rút thì chỉ cần học hết tất cả những cái nội dung trong bảng biện pháp tu từ này là cũng đã có thể nắm được kiến thức nền của các bài thơ rồi. Đúng không? Ok chưa? Rất là nhiều bài nào cũng như vậy. Đây, đến với ánh trăng của Nguyễn Duy này. Đó, được không nào? Ừ, được chưa, được chưa? Đấy thì chị mong rằng là với cái cách suy nghĩ như vậy sẽ giúp cho các em không còn sợ văn nữa. Văn nó không phải là một quá trình mà chúng ta cứ nghe, chép, xong rồi học thuộc, mà chúng ta hoàn toàn có thể tự xây dựng được kiến thức cho mình dựa trên những cái kiến thức lý thuyết vững chắc như thế này. Được không? Nhá, ok. Mà khi viết còn lủng củng nữa, bây giờ để tránh việc lủng củng là chúng ta viết một cách ngắn gọn thôi. Ngắn gọn như thế nào? Là mỗi câu sử dụng một cái từ khóa và đặt từ khóa ấy vào trong ngữ cảnh của câu thơ để nêu lên tác dụng. Chứ bây giờ các bạn cứ miên man, các bạn lủng củng này, các bạn miên man là bởi vì sao? Bởi vì các em không có được từ khóa. Đúng không? Bởi vì chúng mình không xác định được từ khóa. Cứ nhìn thấy biện pháp tu từ là sợ, cứ nhìn thấy biện pháp tu từ là tác giả đã gợi hình gợi cảm, tác giả đã làm tăng ý nghĩa cho câu thơ, đúng không? Tác giả đã giúp cho câu thơ trở nên gần gũi hơn với bạn đọc. Đó, chúng ta cứ đi, nó kiểu như là đi ở bên ngoài ấy, chứ không thể nào thâm nhập vào đúng, gọi tên được chính xác các từ khóa này. Ok chưa? Nhá, thế bây giờ thực hành, các em hiểu hết rồi đúng không? Thực hành tiếp cho chị. Chúng ta đến với một cái câu thơ khác, đó chính là câu thơ trong bài thơ Đoàn Huyền Đánh Cá đi. Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Nào các em, biện pháp tu từ trong văn bản thì bình thường mà, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, biện pháp tu từ trong văn bản thì bình thường mà. Ồ, sợ thế, lúc nãy chị bấm nhầm vào chữ kết thúc. Rồi các em ơi, thế bây giờ hãy thực hành trong cái việc là đầu tiên chỉ ra biện pháp so sánh ở trong câu thơ này. Và thứ hai là nêu tác dụng cho chị. Nào, chỉ ra biện pháp so sánh. Và thứ hai là nêu tác dụng cho chị. Ok chưa? Chỉ ra biện pháp so sánh trong câu thơ Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Chỉ ra biện pháp so sánh. Thứ hai là phân tích tác dụng của biện pháp so sánh trong câu thơ này. Nào, xin mời. Nào, các em phải làm tuần tự đầy đủ các bước nhá. Nếu như chỉ nói là như hòn lửa là biện pháp so sánh là không đủ rồi. Phải là cái gì như hòn lửa? Nào nào, chị vừa nhắc xong. Không được ẩu cẩu thả đâu đấy. Rồi, biện pháp so sánh. Đúng rồi đấy. Thế là các em có thấy là trong cái chiến dịch này không những là chúng ta ôn về các biện pháp tu từ mà chúng ta còn có được kiến thức nền cho bản thân mình nữa, đúng không? Đối với các biện pháp về nhân hóa hay là biện pháp về ẩn dụ, hoán dụ thì chị cũng đều làm như thế này để các em khai thác được tối đa nhiều nhất những cái biện văn bản ở trong chương trình của chúng ta. So sánh mặt trời xuống biển như hòn lửa. Rồi, ok, tác dụng là gì nào? Tác dụng là gì đây? Đã có bạn nào nêu lên tác dụng chưa? Rồi, bạn Gia Hân cho rằng tác dụng là đây, đợi chị một chút. Ôi, các em bình luận rất là nhiều. Rồi, đúng rồi, chính xác. Chính xác. Biện pháp so sánh ở đây là biện pháp so sánh giữa hình ảnh mặt trời xuống biển, tức nghĩa là lúc mà kết thúc một ngày ấy, đúng không? Là mặt trời lúc hoàng hôn đấy, ok chưa? Thì được so sánh giống như hòn lửa. Thế bây giờ tác dụng của biện pháp so sánh đấy nào? So sánh mặt trời xuống biển. Thì giống như một hòn lửa.
Thế tác dụng là gì đây? Diễn tả một cách cụ thể và sinh động khung cảnh mặt trời lặn, hay ở đây chính là khung cảnh hoàng hôn ở trên biển. Đúng, chính xác, tác dụng đầu tiên, chị đồng ý. Được không nào? Là tác giả đã diễn đạt một cách tác giả đã diễn tả một cách cụ thể và sinh động về khung cảnh hoàng hôn trên biển khi mà mặt trời đang dần dần lặn xuống. Rồi. Thái Sơn, ánh lửa của mặt trời vĩnh cửu không bao giờ tan. Em phải gắn với cả chức năng của biện pháp so sánh ở đây giúp chị. Được không nào? Nhớ gắn với chức năng của biện pháp so sánh ở đây giúp chị. Thái Sơn ở đây đang đi vào cái quá trình bình thơ rồi. Bình thơ rồi, mà chị đang nói là bước đầu tiên ta phải xác định được và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ so sánh đã. Ok chưa? Từ việc hiểu được tác dụng của biện pháp so sánh thì ta mới có được những câu thơ, có được những cái câu văn diễn đạt như kiểu bình luận như thế, phân tích như thế. Rồi, tiếp tục nào. Chị đồng ý với tác dụng đầu tiên là diễn tả một cách sinh động và cụ thể về khung cảnh hoàng hôn ở trên biển. Rồi, tiếp tục các em. Khi mà so sánh hình ảnh mặt trời đang dần dần lặn xuống giống như hòn lửa thì nó còn gợi tả được cái gì nữa đây? Nào, gợi tả được cái gì nữa nhở? Ok chưa? Đâu rồi? Nào các bạn, tiếp tục. Tiếp tục. Gợi hình gợi cảm, nhưng phải gợi hình gợi cảm cái gì? Gợi hình là gì? Gợi hình là có thể diễn tả một cách cụ thể cái hình ảnh đó. Được không? Nhớ. Thế thì gợi hình ảnh ở đây là việc mà tác giả tăng sức gợi hình gợi cảm cảnh hoàng hôn. Ôi trời ơi, các bạn đang áp dụng một cách nó rất là máy móc đấy, các em có hình dung ra không? Được không? Ở đây chúng ta thay vì việc nói một cách máy móc mà nghe xong người ta còn cảm thấy là hoang mang hơn, nghe xong người ta còn cảm thấy là còn trừu tượng hơn ý. Thế thì ở đây gợi hình gợi cảm là như thế nào? Là việc mà tác giả sử dụng biện pháp so sánh hình ảnh mặt trời xuống biển như hòn lửa đã gợi lên, đúng không nào? Gợi lên hình ảnh một mặt trời với màu đỏ rực, đúng không? Gợi hình mà. Đó, ok chưa? Là đã gợi lên hình ảnh mặt trời với màu sắc đỏ rực. Đó, ok chưa nào? Bởi vì là hòn lửa mà, với màu sắc đỏ rực và đặc biệt là với hình dạng tròn đầy. Đó, ok chưa? Như hòn lửa. Bình thường ấy, nếu như mà mặt trời chói chang chúng ta không thể nào xác định được hình dạng của mặt trời. Thế nhưng mà ở đây chúng ta hình dung này, với việc so sánh mặt trời xuống biển như hòn lửa, ta hình dung là hình ảnh mặt trời nó rất là tròn đầy và mang một cái sắc đỏ rực, đem đến cả một cái vùng trời rực rỡ ở phía chân trời, đúng không? Ok chưa? Đem đến cả một cái sắc rực rỡ huy hoàng. Đấy, đấy mới là gợi hình gợi cảm. Ok chưa? Gợi hình ở đây không phải là các bạn cứ phải sử dụng đúng cái từ gợi hình và gợi cảm, sau đó ghép với cả cái hình ảnh và khung cảnh ở trong câu thơ. Em hình dung ra không? Nhá, vậy là tác dụng đầu tiên thì chúng ta ok rồi này. Tác dụng thứ hai chính là việc mà qua việc sử dụng biện pháp so sánh, tác giả đã thành công trong việc gợi tả một hình ảnh mặt trời. Được không nào? Nhớ, trong việc đã thành công trong việc gợi tả một hình ảnh mặt trời lúc hoàng hôn như thế nào? Đỏ rực, hoặc là các em có thể nêu là mang một cái sắc đỏ rực rỡ và một hình dạng tròn đầy. Đấy, ok chưa? Gợi cảm giác về một khung cảnh hoàng hôn rất huy hoàng, lộng lẫy. Đấy là họ gợi hình gợi cảm đấy. Được không? Nhớ, chị chú ý một chút về cái phần gợi hình gợi cảm này. Gợi hình tức nghĩa là chúng ta phải trả lời được cái hình này là hình gì? Được chưa? Ok chưa? Gợi hình ở đây là gợi hình gì? Đấy, thì ở đây là hình ảnh, ở đây chính là hình ảnh mặt trời. Đó, đúng không? Là hình ảnh mặt trời đang dần dần đi xuống biển, mang một cái sắc đỏ rực giống như hòn lửa mà. Đó, hòn lửa thì là gì? Tác giả không nói là hình ảnh mặt trời xuống biển mang màu sắc đỏ rực và hình dạng tròn đầy. Tác giả không nói như thế, mà gửi gắm những điều đó thông qua hình ảnh hòn lửa này này. Hòn lửa thì sao? Hòn lửa thì nó sẽ mang cái sắc đỏ rực, đúng không? Đúng chưa? Và thứ hai là nhắc đến hòn lửa là ta đã cảm thấy được một cái cảm giác nó rất là rực rỡ, rất là huy hoàng, đúng không? Nhớ, đó, rực cháy mà, hòn lửa mà. Đấy,
Thế thì cái đỏ rực, cái rực rỡ huy hoàng này, thực chất nó là cái đặc điểm của mặt trời. Đấy chính là gợi hình đấy, được không? Nhá, giúp chúng ta hình dung ra là hình ảnh này nó mang đặc điểm như thế nào. Đấy, ok chưa? Các bạn ơi, các em hình hiểu hiểu được chỗ này chưa? Ừ. Đúng rồi đấy, chính xác. Đúng không các em? Nhá, chị Nga đã giúp cho chúng mình thống kê lại những cái tác dụng rồi đấy. Còn gì nữa không? Nào, còn gì nữa không? Còn gì nữa không nào? Cái biện pháp, à tác dụng cuối cùng trong việc mà thể hiện cảm xúc, tình cảm của nhà thơ. Thế thì chúng ta phải thấy này, từ việc mà tác giả nêu là hình ảnh mặt trời xuống biển như hòn lửa, ta thấy được cái góc nhìn của tác giả, đúng không? Là dường như tác giả đang đứng trước hoàng hôn và phóng tầm mắt ra để nhìn ngắm thiên nhiên cảnh vật. Đó, thế thì để mà diễn tả được một cách cụ thể và đầy sinh động về hình ảnh thiên nhiên như vậy thì chắc hẳn trong tác giả mang một cái tình yêu đối với thiên nhiên, đúng không? Tình yêu đối với thiên nhiên, và ở đây cái tâm thế ở đây, hình ảnh mặt trời xuống biển như hòn lửa hiện lên, chúng ta thấy là gì? À, nó mang một cái không khí rất là huy hoàng, rất là mới mẻ. Đó, nó thể hiện được cái tâm thế của tác giả đang muốn hòa nhập vào cuộc đời, đúng không? Đang muốn hòa nhập vào cuộc đời, muốn đem hết những gì rực rỡ nhất, huy hoàng nhất của thiên nhiên thể hiện trong câu thơ của mình, đúng không? Ok chưa? Nên nếu như mà bạn nào muốn bổ sung thêm, chúng ta có thể nêu thêm cái tác dụng thứ ba là biện pháp so sánh, giúp chúng ta thấy được cái tình yêu thiên nhiên của tác giả. Tác giả đang nhìn ngắm cảnh vật và đem đến những gì huy hoàng nhất, sinh động nhất của thiên nhiên vào trong trang thơ của mình. Ừ, đúng không nào? Ok chưa? Và quả đúng là như vậy mà. Cái tâm thế của Huy Cận khi mà viết bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá, nó sẽ khác với cả tâm thế cũng là của ông, nhưng ở trong giai đoạn thơ mới, đúng không? Không phải là cái mà không phải là con thuyền xuôi mái nước song song nữa rồi, không phải là sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp nữa rồi, mà ở đây là gì? Mặt trời xuống biển như hòn lửa, đó, hòa nhập vào cuộc sống và rất là yêu mến, cảm giác như là tác giả vô cùng phấn khích ý, đúng không? Tác giả vô cùng phấn khích và yêu mến, thấy được là đây là một hình ảnh thiên nhiên rất là đẹp. Đó là vẻ đẹp không những của thiên nhiên mà còn là vẻ đẹp của một cuộc sống mới, đúng không? Ok chưa? Nhớ, các em hình dung ra chưa nào? Các em hình dung ra chưa? Đó, thì đó chính là việc mà chúng mình thực hành cái quá trình phân tích tác dụng của biện pháp tu từ. Và ở đây, từ đây các em có thấy là kiến thức nền của chúng ta không còn khó nữa, đúng không? Kiến thức nền về các văn bản trong chương trình đâu còn phức tạp và khó khăn nữa đâu khi chúng ta nhuần nhuyễn được về biện pháp tu từ. Được không nào? Và đây, khi mà chúng ta gặp một câu thơ mới, một đoạn thơ mới, thì các bạn cũng sẽ làm tuần tự các bước như thế này, đi trả lời cho các câu hỏi. Thứ nhất, tác giả sử dụng biện pháp so sánh thì so sánh đối tượng nào với đối tượng nào? Thứ hai, về tác dụng của nó thì tác giả đã diễn tả một cách cụ thể và sinh động hình ảnh gì? Ok chưa? Thứ hai là gợi tả được trước mắt chúng ta một hình ảnh ra sao, đặc điểm của hình ảnh đó là gì? Đúng chưa? Và thứ ba là tác giả đã bộc lộ cảm xúc hoặc là bộc lộ cái tư tưởng quan điểm gì thông qua hình ảnh so sánh đó. Được không nào? Ba bước rất đơn giản nhá. Ok chưa? Đấy, thế thì ở đây chúng ta không những là sử dụng để chúng ta khai thác kiến thức nền của các văn bản, mà ta còn sử dụng đây trở thành một cái kỹ năng cơ bản để các bạn làm bài tập đọc hiểu nhá. Được chưa? Ok chưa? Đó. Ừ. Rồi, thế thì ở đây chị cũng thông báo luôn là tài liệu của chúng ta sẽ là phần mà chị sẽ viết mẫu những chỗ mà phân tích tác dụng của biện pháp. Được không? Và đó là phần viết mẫu mà được trích ở trong tài liệu của các khóa học, và đặc biệt là gì? Là ở trong bộ sổ tay văn học nữa. Ừ, được không nào? Ok chưa? Đó, để các em hình dung ra là hiểu được tại sao chị có thể phân tích được như thế, hiểu được tại sao thầy cô của chúng mình có thể lần lượt và xây dựng lên được hệ thống kiến thức nền rất đầy đủ và chi tiết, và tự bản thân các bạn cũng sẽ làm được điều đó thôi. Chị tin là như vậy. Nhá, chị tin là như vậy. Thế nên là tài liệu của chúng ta sẽ là những phần viết mẫu. Ok chưa? Nhưng chị đã nói rồi đấy, chúng ta sẽ nhận tài liệu sau 2 buổi học. Tức nghĩa là chị sẽ ghép tài liệu buổi 1 và buổi 2 thành một bản. Và các em cần phải điểm danh đầy đủ để mà được nhận tài liệu. Ok chưa? Đó. Và những phần video này chị sẽ xóa ngay sau khi mà buổi học kết thúc. Chị sẽ xóa ngay sau khi mà buổi học kết thúc. Để làm gì? Để đảm bảo công bằng cho các bạn. Và thứ hai là chị sẽ đóng gói tất cả những video này trở thành một cái gói quà tặng dành cho những bạn nào mà mua bộ sổ tay văn học, để các em hiểu hơn là kiến thức trong sổ tay văn học được hình thành như thế nào, được xây dựng và được xác lập theo các bước ra làm sao. Đúng không? Nhá, ok chưa? Đấy, thứ nhất là việc mà chúng ta sẽ có tài liệu và sẽ có bài tập.
Thứ hai là việc mà những video này chị sẽ xóa luôn. Nhưng mà nếu như các bạn muốn xem lại thì các bạn vẫn đều có thể có cơ hội khi mà chúng ta mua bộ sổ tay văn học nhé. Ừ, nó giống như là một món quà tặng kèm để chị dành cho các bạn khi chúng ta sử dụng các bộ sách, để chúng ta hiểu hơn cách sử dụng sách, để chúng ta hiểu hơn là những kiến thức trong sách không phải là tự những người viết sách nghĩ ra, được không? Mà nó đều xuất phát từ những kiến thức rất cơ bản của chúng mình. Ok chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Nhá, đó. Rồi, thế thì trong buổi học đầu tiên này các bạn có hiểu bài không? Các em còn gì băn khoăn liên quan đến biện pháp tu từ so sánh nữa không nào? Nào, các em còn gì băn khoăn nữa không? Có thể chia sẻ với chị ở dưới phần bình luận. Chị sẽ cố gắng giải đáp luôn. Được chưa, được chưa? Được không nào? Rồi, hiểu bài đúng không? Ok, nhớ nhá, nhớ là ghi chép lại cùng với chị, để các bạn sau mỗi buổi học chúng ta không cần phải chờ đợi những video xem lại mà chúng ta vẫn có được những phần kiến thức hết sức cơ bản như thế này. Chị sẽ tiếp tục đến với các bạn trong những buổi sáng tiếp theo về biện pháp nhân hóa này, biện pháp ẩn dụ, hoán dụ và biện pháp điệp nhá. Chị tin là bước đến cái phần về nhân hóa và bước đến cái phần về ẩn dụ hoặc hoán dụ, các bạn sẽ nhiều thắc mắc lắm đây. Chị sẽ giúp các bạn phân biệt hai biện pháp đó trong những buổi học tiếp theo nhá. Ok chưa? Rồi, được chưa nào? Ok, còn bây giờ thì chúng mình bắt đầu một ngày mới thôi. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu làm những cái công việc. Nếu như mà bạn nào ở vùng dịch chúng ta đang nghỉ tại nhà ấy, thì cũng hãy cố gắng là chúng ta tự học một cách chăm chỉ nhá. Ok chưa? Chị luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn hoặc là đồng hành cùng với các em trong quá trình chúng mình học môn văn. Các em có thể tham khảo các bộ sách của Học Văn Chị Hiên hoặc là tham khảo quá trình đăng ký tham gia khóa học. Hiện tại thì có khóa học kiến thức nền, và thứ hai là chị cũng sắp khai giảng một khóa học VIP 2. Tức nghĩa là bây giờ khóa học VIP 1 cũng đã học xong về phần văn học trung đại rồi. Đấy, thế nên rằng là nếu như mà bạn nào muốn đăng ký học cả năm cùng với chị thì các bạn có thể tham khảo khóa VIP 2 dành cho 2K7 nhá. Ok chưa? Đấy, được chưa nào? Chúng ta sẽ cùng với nhau đi bóc tách về từng cái biện pháp như thế này một, để hiểu hơn về các văn bản và nhớ kiến thức một cách lâu hơn, chủ động. Được không? Còn bây giờ, cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai nhá. Bye bye!